để nghiên cứu mối liên hệ giữa chi phí trên mỗi chuyến bay và số lượng hành khách này, mình nghiên cứu 12 chuyến bay và có cái số liệu như này: 61 khách thì chi phí 4.200, 63 khách chi phí 4.000, 67 khách chi phí 4.400. Tôi được cái đường hồi quy như này, mọi người nhìn giúp tôi cái đường màu đỏ này, các cái điểm màu đỏ này. Các cái điểm màu đỏ này là gì? Mọi người bắt đầu tập trung vào bài nhé. Cái điểm màu đỏ này, cái điểm đầu tiên này, ở trên cột này là 61 khách đúng không? Thì chi phí là 4.200, 63 khách thì chi phí là 4.000, vân vân. Tất cả những điểm màu đỏ này nó tập trung quanh quanh một cái đường màu xanh này. Thì cái đường màu xanh này gọi là đường hồi quy quyền từng mẫu. Bản chất bài toán nó là như vậy. Được chưa? Bản chất bài toán nó là như vậy. Thế thì đường hồi quy mẫu chi phí theo số khách là như vậy. Thế thì minh họa bằng đồ thị thì như thế này đây, mình hiểu như vậy. Thế còn làm đây, mọi người đọc cho tôi lệnh trong A. Tìm đường hồi quy mẫu trong A để tìm các hệ số của đường hồi quy tuyến tính nhé, phụ thuộc của y theo biến độc lập x trong A nhé. Ta dùng hàm lm y ngã x nhé. Ví dụ mình nhập biến số khách này, nhập biến chi phí này, thì dùng lm y ngã x chi phí ngã số khách. Thế là mình được cái đường mình được cái đường đường này. Mình được cái đường, nhìn này, mình được cái hệ số này, nhìn này, đọc kết quả trong R nhé. Hệ số này, hệ số độ dốc này, hệ số độ dốc này. Thế thì tức là B0 bằng 1,5698 hệ số này, B1 bằng 0,0407 này. Hay phương trình đường hồi quy mẫu có dạng y bằng 1,5698 cộng 0,0407 x. Thế nên mình được cái kết quả như thế này. Là mình lập được phương trình đường hồi quy. Tức là đường hồi quy có dạng như này. Cả lớp chú ý như vậy nhé. Được chưa? 0,0407 nhân x nhé. Khả năng dự đoán của phương trình đường hồi quy tuyến tính là gì? Không phải lúc nào hồi quy tuyến tính nó cũng dự đoán là đẹp đâu. Thế thì cái thằng này này, thế thì với cái số liệu về cái số lượng thất nghiệp và cái lạm phát ấy, thì nó lại đi theo cái đường y bằng beta 1 cộng beta 2 nhân 1 trên x y cơ. Được chưa? Thế thì được cái đường như thế này. Thế thì mình phải hiểu là tùy bài nhé. À đây, bây giờ tôi đưa ra cái định nghĩa hệ số xác định này. Hệ số xác định của đường hồi quy mẫu là R bình được xác định bởi công thức này. Hệ số xác định của đường hồi quy mẫu R bình được xác định bởi cái đường này. Hệ số xác định của đường hồi quy mẫu R bình phương thì được xác định bởi công thức này. Đấy. Thế thì có một cái nhận xét là hệ số xác định R bình luôn luôn thuộc đoạn từ 0 đến 1. Đúng nhận, luôn luôn thuộc đoạn từ 0 đến 1 mà không nhỏ hơn R bình nhỏ hơn 1. Nếu R bình bằng 1 thì y được giải thích hoàn toàn qua x. Nếu R bình bằng 0 thì y hoàn toàn không được giải thích qua x.
Tức là hệ số xác định là một cái hệ số để đo mức độ phù hợp của mô hình xem có đúng không. Nhưng nhớ là không có tiêu chuẩn chung để xác định R bình bằng bao nhiêu là phù hợp nhé, để đánh giá mô hình là tốt hay không nhé. Tùy ví dụ số liệu chuỗi thời gian thì R bình lớn hơn 0,9, còn số liệu chéo thì R bình thì lại chỉ cần lớn hơn 0,7 là được rồi. Đấy. Thế thì chưa? Thế thì suy diễn các thống suy diễn thống kê về định lý gauss markov các bạn tự đọc này. Đấy. Sau đó thì tôi nói đến cái bài toán này, tính toán một số đại lượng hồi quy trong A. Mọi người nhìn cái lệnh summary. Nhìn nhá, summary như này thì cả lớp đọc cho chú ý này, khi dùng lệnh summary như vậy thì mình sẽ được một loạt các giá trị này, min max này, khoảng tứ phân vị này, trung vị này, rồi được chưa? Được chưa? Mọi người đọc các kết quả đi ạ. Đây nhé, cái đọc kết quả trong R sẽ cho mình cái kết quả như này. Thứ nhất là hệ số của đường hồi quy mẫu này, hệ số xác định này, sai số chuẩn của ước lượng này, độ lệch chuẩn của hệ số độ dốc này. Được chưa nào? Được chưa? Độ lệch chuẩn của hệ số độ dốc này, bài toán kiểm định độ dốc này, vân vân. Thế thì thực hiện bài toán liên quan đến hồi quy trong R nhé. Thế thì muốn tìm khoảng tin cậy cho độ dốc của đường hồi quy, khoảng tin cậy cho độ dốc của đường hồi quy mình rằng hàm confirm như này.
Muốn tìm khoảng tin cậy cho độ dốc của đường hồi quy đúng không? Mình dùng hàm confirm như này. Thế thì nhìn này, khoảng tin cậy của hệ số độ dốc của đường hồi quy nó sẽ cho kết quả trong A như này. Đấy, kết quả này cho ta khoảng tin cậy 90% cho độ dốc của đường hồi quy đồng thể. 95 cũng có. Đấy, được chưa? Thì đây là kết quả về liên quan đến tính độ khoảng tin cậy cho 90% cho độ dốc của đường hồi quy. Dự báo giá trị của vốn biến phụ thuộc theo biến độc lập. Dự báo giá trị của biến phụ thuộc theo biến độc lập, được chưa? X nhận giá trị là x0 thì y nhận giá trị thật là y0. Thế thì mình sẽ dự báo giá trị thật và giá trị trung bình theo ước lượng điểm và ước lượng khoảng. Để tính ước lượng điểm hoặc ước lượng khoảng thì mình dùng hàm predict lm y ngãi new data vân vân. Được chưa? Thế thì đây, ví dụ. Được chưa nào? Kết quả trong A cho mình thấy như thế này. Được chưa? Kết quả này giúp mình tính được y không mũ bằng 4,622413. Đấy. Thế thì để tìm khoảng ước lượng cho giá trị thật của chi phí khi số khách là 75 thì mình chú ý bài toán này, nhớ nhắc thầy Huy hướng dẫn kỹ lại những cái bài toán này, dùng mấy cái hàm predict với cả hàm confirm, được chưa? Hàm confirm. Để tìm khoảng ước lượng 98% cho giá trị trung bình của chi phí đấy. Đấy. Thế còn tương quan tuyến tính là gì? Tương quan tuyến tính là gì? Được chưa? Hệ số tương quan tuyến tính của hai cái biến ngẫu nhiên thì thông thường được tính bởi cái công thức này. Đây là biến ngẫu nhiên. Thì hệ số tương quan là tính bằng tử là covariance chia mẫu là tích của hai độ lệch chuẩn. Tích là mẫu của hai độ, mẫu là tích của hai độ lệch chuẩn. Đấy. Thế thì nếu mà bây giờ hệ số tương quan nó có tính chất là từ trừ 1 đến 1 và những cái tính chất này các bạn đọc nhé. Nhưng bây giờ hệ số tương quan của mẫu thì tính như thế nào? Thì với các cặp x, y như thế này thì người ta coi một cái biến ngẫu nhiên x là gồm toàn những cái dạng nhận giá trị x1 này, x2 vân vân đến xn này, giá trị đều là 1 trên n. Y là bằng y1, y2 vân vân đến yn và mình tính như là hệ số tương quan của hai biến ngẫu nhiên. Thế thôi. Và hệ số tương quan mẫu thì tính như nào trong A? Thì đây. Thì mình có lệnh để mình tìm, đúng không? Sau đó hệ số tương quan thứ hạng Spearman thì thôi được, phần này tôi cũng không đòi hỏi các bạn về nhà đọc thêm thôi.
Nó nói lên về hệ số tương quan thứ hạng Spearman của hai cái của cái thống kê thôi. Cả lớp xem cái hệ số tương quan thứ hạng Spearman và các cái ví dụ và cái cách tính hệ số tương quan thứ hạng Pearson hoặc Spearman hoặc Kendall, được chưa? Thôi được rồi, cả lớp nghỉ đi. Thứ hai tuần sau ta học buổi áp